Chiều ngày 11 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý xác minh vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn để điều tra làm rõ. Đối tượng liên quan đến vụ cướp là Trần Duy Khang, sinh năm 2001, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Theo hồ sơ ban đầu, do cần tiền tiêu xài nên Khang đã lên kế hoạch cướp tài sản. Tầm 0 giờ ngày 10 tháng 6, Khang mang theo con dao giấu trong người rồi đến khu vực đường Hoàng Sa, phường 11, quận 3 để âm mưu trộm cắp. Khi tới trước số nhà 1087 Hoàng Sa, Khang dùng điện thoại để đặt Grabcar, trong đó địa chỉ đến là Bệnh viện quận 9. Ngay sau khi nhận lệnh, anh Trần Hoàng Ân, sinh năm 1992, trú phường 5, quận Gò Vấp, điều khiển ô tô 5 chỗ biển kiểm soát 51F48544 tới đón Khang. Ngồi trên xe, dù luôn tìm cách để gây án, nhưng cuối cùng Khang không tìm được thời cơ. Do đó, khi đến Bệnh viện quận 9, Khang liền báo với anh Ân để quên ví tiền tại số 1087 Hoàng Sa, đồng thời yêu cầu tài xế trở lại nơi nhận khách để lấy tiền trả. Khi quay lại Hoàng Sa, Khang liền lấy dao từ trong túi quần rồi chồm lên người, vòng tay qua cổ Ân đe dọa. Sau một hồi giằng co trên xe, anh Ân đã mở cửa xe chạy ra ngoài. Lúc này Khang leo lên ghế tài xế định để máy bỏ chạy, nhưng xe không nổ máy. Khang mở cửa xe bỏ chạy, nhưng anh Ân đã giữ chặt cửa xe để nhốt vị khách bên trong, đồng thời hô hoán người dân tới hỗ trợ. Kết quả Khang đã bị bắt giữ, giao cho công an. Theo lời kể của Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1998, là nhân chứng của vụ án, lúc khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 6, khi anh đang phục vụ tại quán ăn tại số 1065, thì thấy một người đang giữ chặt cửa xe và chi hô. Tâm liền chạy ra thì được biết đối tượng trong xe chính là kẻ cướp nên hỗ trợ tài xế Ân. Lúc này, một số người dân gần đó cũng đến để phụ khống chế đối tượng, giao cho công an phường.